Chắc vài trăm. Ô tô mình vài trăm là bình thường vậy. Nó coi như xe máy đó mà. Ô tô lại mất vài trăm là bình thường. Nó lấy taxi à? Ừ. Hôm nó chở khanh về đó. Nó mượn xe nó bán rồi. Mua 350 ra ngoài nó trả được 2 năm nó bán 200. Nó lại mượn xe hôm khai nhận nó bán xe vừa bán được 3 ngày. Ở trên kia nó không biết đối vào. Thế nó được rồi nó vào nó mượn xe. Bán cho em có nó. Mượn được xe nó trả về. Nó vào trong lấy nó trả về đó. Taxi kia không biết đối nhà. Về đây nó lấy có thôi nó lấy có 300 bạc. Thì là mất 800 đó. Như đây xe nó đi mượn lần này 300. Xe còn nó thì nó không lấy như xe đi mượn. Tiền nó cũng không được cầm nó cũng đưa cho thằng kia. Thằng có xe. Mới lại cũng bị xuống đường bị mất tiền đấy chứ. 60.000 một chuyến ô tô đi qua cái chỗ nó thu tiền này, 60.000 một lượt.